chuột mù chữ. Chà, đói quá, mình phải đi kiếm cái gì cho vào bụng mới được. Gặm mấy quyển sách này mỏi hết cả răng. Quái lạ, đây là lọ gì mà chữ nghĩa lằng ngoằng thế nhỉ? À, hay là lọ dầu ăn? Không được, nhỡ không phải thì sao nhỉ? Ta phải kiếm tay nào biết chữ đọc cho ăn chắc. À, cậu đi cái kiểu gì đấy? Sao không chịu nhìn thế hả? À, đau quá đi mất. Xin lỗi, anh có sao không? Tôi đang vội quá. Cậu có việc gì mà phải chạy ầm ầm như thế? À, chả là... Mà này, anh có biết chữ không nhỉ? Cậu hỏi câu ấy thật thừa. Người sống trong thư viện cả đời như tôi, có gì tôi không biết? Chữ là món ăn hàng ngày của tôi mà. Thế còn cậu sống ở đâu? À, tôi sống ở cái kho thóc đằng kia. Thật đáng thương cho cậu. Để nhét đầy cái bụng của mình, cậu đã ở trong một nơi buồn tẻ như kho thóc. Chỗ đó ngoài thóc ra thì chẳng có gì cả. Còn ở trong thư viện thật là yên tĩnh. Mọi chuyện cổ kim trong ngoài nước, sử sách đông tây tôi đều nhìn thấy cả. Ồ, thế cơ á? Thế thì chắc hẳn anh phải là người rất uyên bác. Đương nhiên, mỗi chữ mỗi câu trong từng cuốn sách tôi đều đọc rất kỹ và nhét chặt chúng ở trong cái đầu này rồi này. Ôi, thế thì may quá. Tôi đang có chuyện cần nhờ người có học thức uyên bác như anh giúp đỡ đây. Được thôi, cậu cứ nói thử xem nào. Mà khoan, nhưng giúp cậu rồi, tôi sẽ được cái gì chứ? Thì anh cứ theo tôi đã. Ôi, một nhà kho nhiều đồ đạc và thức ăn thừa như thế này mà tôi không biết. Anh biết chữ, anh hãy đọc cho tôi xem trên cái chai đó viết chữ gì. Anh đã đọc được chưa thế anh chuột chuỗi ơi? Cậu cứ bình tĩnh, nghỉ ngơi đi, cứ từ từ để tôi đọc. Nếu được, tôi sẽ chia cho anh một nửa, được không? Cậu hãy trật tự một chút đi để tôi làm việc. Được thôi. Ư tờ ức thờ ức thức. Trời, quả là chuột sống trong thư viện có khác, giỏi giang và thông thái quá. Chữ này là chữ gì ấy nhỉ? Sao mà mình nhìn mãi không ra? Ôi, làm sao để biết bên trong là cái gì bây giờ? Khịt, khịt, mùi gì đấy nhỉ? À, hình như đây là mùi dầu ăn thì phải. Mùi này quen quá. Mình không thể để cho cậu ta biết mình không biết chữ được. Như thế, đám chuột cả vùng này sẽ coi thường mình mất. Dù sao cái chai này cũng có mùi dầu ăn rất quen. Chắc chắn bên trong là dầu ăn, chứ chả là cái gì khác được cả. Mình cứ nói thế cũng chả sao. Đằng nào thì cậu ta cũng đâu có đọc được mà biết đúng hay sai. Không được, nhưng nếu mình nói ra thì mình sẽ phải chia cho cậu ta một nửa à? Không được, không được. À, anh nói gì thế anh chuột chuỗi? Anh đã đọc được chưa? Tôi đã ngủ được một giấc rồi mà anh vẫn chưa đọc được trên ấy họ viết gì ư? Đây đích thị là dầu ăn rồi. Đúng thế ư? Anh nhìn rõ không đấy? Tôi đã nhìn thấy từ đầu, nhưng tôi phải kiểm tra lại xem nó có còn hạn sử dụng không đã chứ. Cậu cứ vội vàng là có ngày chết đấy, đồ ngốc ạ. Có đúng là dầu ăn không đấy anh chuột chuỗi ơi? Chuột xám ngốc ơi là chuột xám ngốc. Hôm nay ta sẽ được một bữa no say, còn các người cứ ngồi đấy mà nhìn. À, được. Nếu cậu không tin, để tôi uống thử cho mà xem. Thật là đã quá đi. Ôi. Tôi không xong rồi. Anh, chuột chuỗi. Anh sao thế? Ôi, chuột chuỗi ơi. Chuột chuỗi. Anh này, dạo này nhà ta nhiều chuột quá, phải dùng thuốc diệt chuột thôi. Ừ, anh cũng nghĩ vậy. Em lấy đi, anh để ở góc kia kìa. Này, mình ơi, lại đây. Chuyện gì thế? Cái lọ thuốc chuột nhà ta không hiểu sao lại lăn ra đây, và bên cạnh là một con chuột rất to đã chết rồi kìa.
lấy vợ cóc. Ngày xưa, ở một vùng nọ, có vợ chồng nhà phú ông hiếm muộn, mãi đến khi luống tuổi, người vợ mới có mang. Thế nhưng, kỳ lạ thay, đến ngày trở dạ, thì người vợ lại sanh ra một con cóc. Trời ơi là trời, tại sao chứ? Ôi, nhà con làm gì có tội chứ? Sao ông trời không cho con được một đứa con bình thường mà lại sinh ra một con cóc chứ? Thôi, bà bảo ném con cóc này ra ngoài ruộng đi. Nhớ đừng để lộ cho ai biết việc vợ ta đã sinh ra một con cóc. Dạ thưa ông. Cha ơi, xin đừng vứt con đi. Mai kia con lớn, con cũng biết làm được việc nhà đỡ cho cha mẹ mà. Nghe cóc nói thế, cha mẹ đỡ tủi lòng và càng thương cóc nhiều hơn. Họ quyết định giữ lại nuôi nấng. Trong vùng ấy, có một người học trò mồ côi, nhà nghèo nhưng rất có chí. Một buổi khi tan học, anh đi qua ruộng lúa nhà phú ông, ngắt một bông để cắn trắc cho vui mồm. Bỗng có tiếng nói trong trẻo cất lên. Anh Đờ ơi, không được ngắt lúa nhà em. Là tiếng ai đang nói vậy? Ai vậy? Là cốc vừa nói sao? Dạ vâng, chính là em. Xin anh đừng ngắt lúa nhà của em nữa. Sao cốc lại biết nói chứ? Em là con gái nhà ông bà Phú Hộ. Em ở đây canh đồng cho cha mẹ. Nhìn bộ dạng em như vậy, chàng có chê cười em không? Sao ta lại chê cười nàng chứ? Giọng nói của nàng nghe thật êm. Từ nay nếu nàng không phiền, hằng ngày ta có thể qua đây trò chuyện cùng nàng không? Dạ vâng ạ, tất nhiên là được. Từ đấy, ngày ngày qua ruộng lúa, anh Đồ lại dừng lại trò chuyện, tâm sự cùng với cóc. Bất kể trời mưa hay nắng, cả hai rất tâm đầu ý hợp. Dần dần, anh học trò đem lòng yêu cô cóc lúc nào không hay. Cậu ta lấy vợ cóc về chắc hạnh phúc phải biết. Con cóc là cậu ông trời đó, cậu ta lấy được cậu ông trời đó, chắc là cậu ta suốt ngày được nghe tiếng cóc kêu vui tai lắm đây. Này, tôi lấy làm thắc mắc, cậu ta lấy một con cóc về thì nâng khăn sửa túi cho cậu ta như thế nào nhỉ? Này, tôi có trò này vui lắm. Các bạn cùng trường thấy anh học trò lấy vợ cóc thì chê cười khinh bỉ. Họ quyết làm cho anh bẻ mặt vì vợ một phen. Ngày xưa có tục lệ, học trò coi thầy như cha, nên sắp đến ngày giỗ mẹ thầy, họ đề ra cái lệ: tất cả học trò đã có vợ phải hiến mỗi người một mâm cỗ do chính tay vợ mình nấu nướng. Họ nghĩ rằng phen này anh chàng lấy vợ cóc sẽ phải bẻ mặt. Chính anh học trò nghèo cũng sợ vợ mình sẽ xấu hổ với bạn bè nên lo lắng vô cùng. Chàng chẳng việc gì phải bận tâm, cứ để em lo. Giờ chàng cứ đi học đi, đến giờ phải bưng cổ đến nhà thầy. Chàng về nhà sẽ có đầy đủ cổ ngon cổ khéo cho chàng đem đi thi. Món vợ tôi nấu là ngon nhất. Ấy, thế thì huynh chưa biết về tài nghệ của vợ tôi rồi. Vợ tôi nấu ăn ngon nhất vùng này. Cảm ơn các món ăn của các trò đã mang đến. Ta sẽ thử từng món và tìm ra ai là người nấu ngon nhất nha. Xem vợ cóc của công hoàng sẽ nấu ra món gì nhỉ? Chẳng lẽ là món canh côn trùng? Còn chưa thấy mặt mũi đâu. Chắc chắn là không dám đến rồi. Thử nghĩ mà xem, một con cóc sao mà nấu ăn cho người được. Xin lỗi thầy, trò đến muộn ạ. Dạ, đây là canh cá lăng do vợ con đích thân nấu tặng thầy. Mời thầy thưởng thức ạ. Món canh cá lăng là món ngon nhất của bữa cỗ ngày hôm nay. Rất ngon, vị vừa thanh lại vừa đậm đà. Ta chưa từng ăn món canh nào ngon như vậy. Thật là tức chết. Sao món của cậu ta lại được thầy khen thế chứ? Mà chắc chắn không phải vợ cậu ta nấu. Tôi đoán cậu ta đã đi mua về biếu thầy. Dùng cách này cậu ta rất dễ gian lận. Lại đây, tôi có kế này. Đảm bảo cậu ta phải bẻ mặt vì cô vợ cóc luôn. Cách gì thế? Đám học trò thua cuộc tức lắm. Nhưng thua keo này, họ bày keo khác, quyết làm cho vợ chồng cóc phải xấu hổ mới thôi. Họ nghĩ rằng may áo là việc khó nhất. Cóc có thể nấu cơm được, chứ làm sao may áo được. Vì thế, họ xin với thầy cho các học trò đã có vợ, mỗi người may biếu thầy một cái áo. Áo nào thầy mặc vừa vặn, lại may khéo, thì người may áo sẽ được giải.
Tuy nhiên, không được may sẵn ở nhà mà phải may trực tiếp tại cuộc thi. Biết được mưu mô của đám học trò nghịch ngợm nhất quỷ nhị ma thứ ba học trò, nên anh chồng Cốc vừa lo lại vừa buồn. Anh kể rõ sự tình với vợ. Bọn họ chẳng có mục đích gì tốt đẹp, ta sẽ xin rút lui khỏi cuộc thi. Em chỉ sợ anh ngượng thôi, chứ thiên hạ em không có sợ. Anh cứ yên tâm đèn sách học hành, đừng nên lo nghĩ gì cả. Em sẽ tự mình lo liệu. Đêm hôm ấy, trời mưa rất to, sấm sét đì đoàn. Vợ Cốc nói có việc phải ra ngoài. Trước khi ra khỏi nhà, vợ Cốc dặn chồng sáng mai hãy đến cuộc thi trước và đợi cô ở đó. Chỉ riêng anh Đồ vẫn còn sốt ruột đợi vợ đến. Giờ này mày vẫn chưa thấy cô ấy đến, không biết có chuyện gì xảy ra với cô ấy không nữa. Mà rõ ràng là vợ mình không hề may vá được. Có lẽ vì không muốn mình mất mặt mà cô ấy bỏ đi tìm cách. Trời ơi, mình đã làm cô ấy khổ rồi. Lẽ ra mình phải nói thẳng với bọn họ rằng nhà mình sẽ không tham gia may áo tặng thầy chứ. Này, vợ huynh đâu? Sao không thấy đến tham gia cuộc thi vậy? Làm sao mà Cốc có thể may vá được áo chứ? Huynh biết rõ điều này mà. Sao huynh không thừa nhận và xin rút lui từ đầu đi? Có phải đã phải bẻ mặt không? Sao chồng tôi lại phải bẻ mặt chứ? Xin chào thầy cô, chào mọi người. Tôi là vợ chàng Công Hoàng. Xin lỗi vì đã đến muộn. Tôi xin được bắt đầu cuộc thi may vá áo ạ. Mà thật không thể tin được, cô gái xinh đẹp này sao có thể là vợ cậu ta được? Vợ cậu ta là một con cốc cơ mà. Để xem cô ta có biết may vá gì không. Xin lỗi vì thiếp khiến chàng phải đợi lâu. Nàng là vợ ta sao? Mà đúng là giọng nói của nàng rồi. Tại sao nàng có thể... Thiếp sẽ kể lại cho chàng nghe sau. Thiếp phải mau chóng may áo cho kịp, nếu không người ta sẽ cười chê chồng của thiếp mất. Cuộc thi đến hồi kết thúc, những chiếc áo đều được các cô vợ hoàn thành để tặng thầy. Nhưng khi thầy thử vào, cái thì rộng thùng thình, cái thì chật không thể mặc được, cái thì sọc sệt chỉ bông hết. Đến lượt thử chiếc áo của vợ chồng chàng Đồ, quả nhiên chiếc áo vừa như in, đường may hết sức tinh xảo. Thầy rất hài lòng và hết lời khen ngợi sự khéo léo của vợ chàng Đồ. Quả là cô gái khéo léo nhất mà ta từng gặp, chiếc áo may đẹp không chê vào đâu được. Công Hoàng, con thật may mắn khi cưới được người vợ vừa đẹp người, đẹp nết, lại giỏi giang đến như vậy. Đám bạn học thấy vậy ghen tị lắm, nhưng họ không còn trò gì để chăm chọc hay chơi xấu anh Đồ nữa. Nàng kể mọi chuyện cho ta nghe đi, rốt cuộc nàng là ai, có phải là tiên nữ giáng trần không? Đúng vậy, thiếp vốn là tiên nữ trên thiên đình, nhưng vì phạm quy mà bị giáng xuống làm cốc trong thời hạn 3 năm. Hôm qua là hết hạn thiếp bị đày, đáng ra có thể về thiên đình, nhưng vì gặp được chàng, một người chồng yêu thương thiếp hết mực, thiếp làm sao rời xa chàng cho được. Thiếp đã xin với Ngọc Hoàng nguyện từ bỏ cõi tiên để làm một người trần, vĩnh viễn được ở bên cạnh chàng. Cảm ơn nàng, cảm ơn nàng đã vì ta mà làm tất cả mọi chuyện. Kiếp này ta nguyện dùng cả cuộc đời của ta để khiến nàng thật hạnh phúc. Từ đó, hai vợ chồng Công Hoàng sống với nhau đầm thắm vui vẻ. Vợ sinh được nhiều con cái, chồng học thi đỗ cao, làm nên chức lớn, sống một cuộc đời sung túc. Chòm sao bắt đẩu. Ngày xưa, đã xưa lắm rồi, tại một ngôi làng hẻo lánh, có một người mẹ quá nghèo và 7 đứa con thơ sinh sống. Ôi, nước mát quá mẹ ơi, mẹ dội thêm cho con nữa đi ạ. À. Con nữa ạ. À. Nào, không tranh nhau nữa các con, nhanh kẻo trời nổi gió, mưa đến nơi đây này. Mẹ ơi, con xong rồi, để con phụ mẹ dội nước cho các em. Con ngoan lắm. Mình ơi, mình ở thế giới bên kia, hãy phù hộ cho mẹ con tôi, phù hộ cho các con khôn lớn trưởng thành mình nhé. Tôi nguyện sẽ ở vậy thờ mình và nuôi con. Thời gian thấm thoát trôi đi, 7 cậu con trai lớn lên thành những chàng thanh niên tuấn tú. Cũng là lúc người mẹ luôn tuổi già nua. Năm ấy mùa đông về lạnh cắt da cắt thịt.
sao rồi các em? Mẹ vẫn lạnh lắm anh ơi. Có bao nhiêu củi chúng em đã đem đốt cả, mà người mẹ vẫn lạnh run ấy. Các em mau đốt thêm chỗ củi này nữa. Tuyết ngày càng dày, mỗi lúc càng lạnh. Để anh vào xem mẹ. Mẹ ơi, mẹ ráng chịu. Mấy hôm nay tuyết rơi dày quá. Con suối ở đầu làng mình, nước đã đóng thành băng rồi mẹ ạ. Ừ, mẹ lạnh quá. Để con đốt thêm củi nữa mẹ nhé. Cầu cho mưa tuyết chóng tan, mùa đông mau qua. Mẹ già yếu quá rồi, đốt bao nhiêu củi sưởi ấm mẹ cũng không hết lạnh. Không biết mẹ thế nào rồi, đêm sâu lạnh buốt thế này. Trời lạnh thế này mà mẹ đi đâu chứ? Mẹ không có trong nhà, vậy mẹ đi đâu vào làng giữa đêm thế này? Biết tìm mẹ ở đâu đây? Lạ quá, mẹ đi đâu cả đêm mới về? Mẹ có chuyện gì phải giấu hay sao? Lạnh như vậy, mẹ đi đâu thế này? Trời ơi, lẽ nào đêm nào mẹ cũng ra ngoài thế này? Suối đã đóng thành băng lạnh như vậy, mẹ vẫn băng qua. Mẹ có chuyện gì phải quan trọng lắm? Chà, lạnh, lạnh ghê. Lạnh đến tận xương thế này. Mẹ ơi, trời ơi, lạnh thế này mà bà vẫn đến sao? Tôi đã dặn bà không được sang nữa cơ mà. Tôi phải sang chứ, sao để ông một mình được? Trời lạnh thấu thế này, lỡ ông có đau yếu gì, tôi lo lắm. Đây là bác Gia Kỳ làm giày rơm quá vợ, sống một mình đã mấy chục năm nay. Sao mẹ không nói với tụi con mà phải giấu chứ? Thì ra mẹ lạnh vì mẹ cô đơn, bao nhiêu năm nay rồi, mẹ đã hy sinh vì chúng con. Người con cả vội trở về nhà, kể cho các em nghe về tâm tư của mẹ. Trong đêm hôm đó, bất chấp giá lạnh thấu xương, bảy anh em đã hì hục vác những phiến đá lớn, nhỏ để làm cây cầu nối cho con suối người mẹ từng qua. Ôi, ai đã bắt nhịp cầu đá này qua suối? Thật phúc đức quá! Cầu trời hãy phù hộ cho những người đã đem đá bắt cầu này. Sau khi chết đi, sẽ trở thành một ngôi sao sáng, còn soi tỏ mãi trên trời đêm. Bà lão không biết rằng, nhịp cầu đá kia chính các con của bà đã bắt qua suối. Về sau, được sự ủng hộ hết lòng của các con, bà và ông lão Gia Kỳ đã cùng sống những ngày tháng hạnh phúc, ấm áp bên những người con hiếu thảo. Họ sống êm đềm bên nhau thật lâu. Rồi khi không còn trên nhân gian nữa, bảy người con hiếu thảo ấy đã biến thành bảy ngôi sao, như những bậc đá nối tiếp nhau sáng lóng lánh trong đêm. Đó chính là chòm sao Bắc Đẩu mà chúng ta thấy trên bầu trời cho đến tận ngày nay. Cốc kiện trời. Không có mưa rồi, sao ông trời lại quên làm mưa thế này? Tội khác quá rồi, không thể để thế này được. Tôi phải lên trời kiện mới được. Cậu Cốc ơi, đã bao người lên đó nhưng có ai gặp được Ngọc Hoàng đâu. Đúng vậy, chỉ vô ích thôi. Được hay không tôi vẫn đi, phải lên tận nơi hỏi cho ra lẽ. Nhưng này cậu đi lành ít dữ nhiều, tôi không giúp cậu được. Cậu cố gắng đi sớm về sớm, chúng tôi chờ tin cậu. Cậu nhỏ bé thế này chúng tôi lo lắm. Các bác và anh chị cứ yên tâm, chuyến này tôi đi sẽ tất thắng trở về. Tôi đi đây.
Trời ơi, anh cua, anh tỉnh lại đi, anh sao thế? Anh có hổ, tôi không sống nổi nữa. Nắng nóng khô cạn cả hồ nước, tôi sắp bị nướng chín rồi. Anh đừng có nói vậy, hãy chờ tôi đang lên trời kiển thiên lôi đây. Ồ, anh lên kiển trời sao? Cho tôi đi với. Anh yếu quá, ở nhà chờ tôi. Không, tôi đi được, tôi phải gặp được Ngọc Hoàng. Hai người đi vẫn hơn. Được, vậy chúng ta cùng đi. Nồng quá, đã không còn giọt nước nào nữa rồi. Thế này chẳng mấy mà chết. Chào bác gấu, anh hổ. Bác cho cháu hỏi đi qua quãng đường này có phải tới cổng trời không? Mấy cháu hỏi đường tới đó làm gì? Cổng trời tận cuối cánh rừng cơ. Chúng cháu định lên tìm Ngọc Hoàng để kiện thiên lôi. Chúng cháu sắp chết khát cả rồi. Các người bé tí mà to gan quá, dám lên kiện Ngọc Hoàng ư? Dẹp ý đó đi. Không được, dù sao ở đây cũng chỉ chờ chết mà thôi. Chúng tôi phải đi. Cô nói đúng, đằng nào cũng chết. Chúng ta đi cùng nhau đi, đông vẫn hơn. Cô đã nói vậy, chúng ta cùng đi. Đồ cáo ăn cướp kia, mật đã khô hết rồi mà anh vẫn phá tổ của tôi ư? Tôi cho anh biết tay. Đừng, tại tôi khát quá, đừng đốt tôi. Sao thế này, vẫn còn sức chạy sao? Tôi xin lỗi bác gấu, tôi vì khát mà lỡ trộm tổ của ông lấy mật. Nhưng có được gì đâu, vẫn còn chối. Nắng như vậy, mật cũng khô cả rồi mà anh còn dám phá nhà tôi. Tôi không thể tha thứ. Bình tĩnh nào, ai cũng vì nắng khát mà vậy thôi. Chúng tôi cũng có khá hơn hai người đâu mà cãi nhau. Chúng tôi đang tính lên kiện trời đây. Các anh chị có đi cùng chúng tôi không? Kiện trời ư? Hay đó, cho chúng tôi đi cùng đi. Vậy chúng ta đi. Quyết kiện trời. Ngọc Hoàng có ở trong đó không? Chúng tôi tới đây muốn gặp ngài ấy. Các ngươi là ai mà dám tới gặp Ngọc Hoàng? Mau biến đi, không thiên binh đánh cho bây giờ. Phải làm sao đây? Tôi đã gặp rất nhiều người bảo lên trời rồi, nhưng tất cả đều quay về. Họ đều bảo ngài ấy không muốn gặp ai. Đúng vậy, tôi nghĩ chúng ta có khi nên về thì hơn. Lại còn quan quân ngăn cản nữa, chưa vào tới nơi đều chết cả rồi. Vậy chúng ta phải dừng mưu. Các anh hãy làm thế này. Đứa nào làm loạn ngoài đó? Dạ, bẩm là một con cóc xấu xí hôi hám đòi gặp Ngọc Hoàng. Mau đuổi nó đi, làm mất cả giấc ngủ của ta. Vâng. Trời, cóc bé tí thế này mà to gan đây. Nhưng bây giờ búa xử nó thì không đáng. Gà đâu, mau hổ chết con cóc kia đi. Không dễ thế đâu. Sao thế này? Chó đâu? Cắn chết con cáo láo xược kia cho ta. Dám cắn chết gà của thiên đình ư? Chết tôi! Dám đánh bạc ta sao? Mơ đi! Chỗ thối tha kia, dám tát chết chó nhà trời ư? Ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây. Thiên lôi hống hách đáng chết, lại đây. Ta sẽ cho ngươi ném mồi. Chưa hết đâu, xem ta đây. Đau quá. Dám đánh chúng ta sao? Tôi chán sống rồi. Mở buông ta ra, cứu với. Ta phải báo Ngọc Hoàng. Các ngươi dám làm loạn chốn thiên đình, các ngươi chờ đó. Bẩm Ngọc Hoàng, không xong rồi. Sao ngươi lại như thế này? Cả bầy to gan kia, các ngươi dám tới quấy rối nơi thiên đình tôn nghiêm này, các ngươi đáng tội chết. Bẩm Ngọc Hoàng, chúng tôi tới đây đã không còn sợ chết, nhưng trước khi chết chúng tôi muốn kiện ông. Kiện ta? Cả đám hôi thối các ngươi dám làm càn mà còn mở miệng kiện ta. Bẩm Ngọc Hoàng, người là bậc cao quý được chúng tôi tôn quý để cai quản trời đất muôn thú và điều hòa mưa nắng, nhưng đã bao năm nay ông không cho mưa xuống, chúng tôi ở dưới đó cũng chỉ có chết mà thôi. Vậy chúng tôi có gì để sợ ngài? Ngài làm sao có thể là bậc tôn kính trong trời đất nữa? Ta
chuyện này có đúng không? Dạ, dạ thưa, chúng thần có tội. Ta thật sự có lỗi. Một ngày trên này bằng cả năm dưới hạ giới, ta vì tắc trách mà đã không làm tròn nhiệm vụ của mình. Các ngươi hãy về đi, ta sẽ cho mưa xuống. Được, chúng ta tin lời ngài. Nếu như sau này có tắc trách sao nhãng thì cốc hãy nhắc nhở ta. Chỉ cần nhà ngươi nghiến răng, ta lập tức cho mưa xuống. Đa tạ Ngọc Hoàng. Các ngươi mau về đi, lần sau đừng làm náo loạn thiên đình như vậy. Chúng ta thành công rồi. Thành công rồi. Thỏ trắng và Tanuki. Ngày xưa, có một lão nông hiền lành sống cùng với vợ ở dưới chân núi cao. Hai người hàng ngày chỉ bầu bạn với chú thỏ trắng mà trước kia họ đã cứu nó khi bị thương. Họ cưu mang và yêu thương nó như con cái trong nhà. Lần đó, ông lão đang ở ngoài ruộng làm đồng. Sau một ngày làm việc mệt nhọc, ông định rảo bước về nhà. Ôi, đau quá, đau quá. Có tiếng gì vậy nhỉ? Ôi, đau quá. Thì ra là một con Tanuki, hình như nó bị thương mất rồi. Tội quá. Cứu tôi với, tôi đau quá. Tôi bị thú rừng đuổi nên mới bị thương và lạc tới chỗ này. Cứu tôi với. Được rồi, ta sẽ ban ngươi về. Vợ ta rất khéo tay, bà ấy sẽ chăm sóc cẩn thận cho vết thương của nhà ngươi. Ông lão mang con Tanuki về nhà, chữa trị vết thương và chăm sóc nó giống như là con của mình vậy. Một thời gian sau, chân con Tanuki đã khỏi. Nhưng vì thương nó còn yếu ớt nên ông lão vẫn để nó sống tại nhà mình. Còn ở nhà, ông đi lên rừng kiếm củi kẻo đến mùa đông, lại không có củi sưởi ấm. Chân con vẫn còn nhức, đi lại nhớ cẩn thận nha. Bà và thỏ trắng vừa xuống chợ, chắc lát sẽ về thôi. Vâng, con nhớ rồi thưa ông. Thời cơ đã đến rồi, mấy ngày nay chui rút trong một túp lều này chán. Chuyện gì thế này? Ô, ruộng khoai của tôi sao lại thế này? Chẳng lẽ có con thú nào từ rừng vào phá ruộng của chúng ta sao? Wow, chết rồi, hình như ở mình hơi quá tay. Chúng ta phải đan những tấm đan to để chắn bọn thú rừng này. Lúa sắp chín, khoai sắp thu hoạch rồi. Cứ để thế này, e vụ này ta sẽ mất mùa mất. Qua mình lỡ tay quá nên đào nhiều khoai lúa, hôm nay dừng một buổi nhỉ, kẻo bị phát hiện thì rắc rối lắm. Nhưng mình phải tích trữ đủ lương thực để còn về rừng nữa chứ. Thôi chết. Ôi may quá. Hả, con Tanuki kia trốn tránh đi đâu nhỉ? Chẳng lẽ thì ra chính ngươi là kẻ ăn trộm phá ruộng của ông bà. Ngươi đúng thật là kẻ ăn cháo đá bát mà. Phải gọi ông dậy bắt tại trận cho nó hết đường chối cãi. Ngon quá, củ này nhỏ thì chén luôn, củ to kia thì để dành. Ta bắt được ngươi rồi nha, tên trộm này. Con xin ông tha cho con. Từ giờ con sẽ không dám ăn trộm của ông nữa. Lời nói của ngươi giờ không đáng tin một chút nào. Theo ta về nhà, ta sẽ cho ngươi thấy kẻ vô ơn không bao giờ có một kết cục tốt đẹp đâu. Cứ để nó ở đây, tôi ra đắp lại đống đất nó vừa phá, lát tôi về xử lý. Bà nhớ không được thả nó ra đâu đấy. Tôi biết rồi mà. Ôi, đau quá.
Bà ơi, tôi đau quá, bà có thể nới lỏng dây trói ra giúp tôi một chút được không? Tôi đau thật mà, bà yên tâm, tôi không làm hại bà đâu, tôi bị trói chặt thế này rồi còn gì. Được rồi, ta chỉ nới lỏng dây ra cho ngươi một chút thôi nghe chưa. Ôi trời ơi, muốn trừng phạt ta bằng cách này ư? Không dễ thế đâu. Anh kia, anh Tanuki, đợi tôi với. Đợi anh, để anh bắt tôi về cho ông bà ấy hả? Tôi không dạy đâu nha. Dừng lại, tôi không bắt anh đâu, tôi chạy theo anh đấy chứ, tôi cũng bị ông bà ấy đuổi đi rồi. Hả? Sao anh cũng bị đuổi đi ư? Anh định lừa tôi à? Anh Tanuki ơi, oan cho tôi quá à. Vì giúp anh, tôi đã dúi cho bà lão ấy ngã thêm một cái nữa. Nếu không bà đã gọi ông về bắt anh rồi. Chính vì vậy, họ cầm gậy đuổi tôi đi ra khỏi nhà rồi. Hả? Cái gì? Giúp tôi ư? Đúng vậy, họ nghĩ tôi cùng phe với anh. Giờ tôi không có nhà cửa, không có ai ở cùng. Ở trong khu rừng rộng lớn mênh mông thế này, tôi sợ quá à. Anh có thể cho tôi theo cùng được không? Anh nói thật không? Thật mà, chúng ta đã từng chơi thân với nhau như thế nào, anh rõ mà. Mà nè, để trả thù họ, tôi nghĩ chúng ta nên đi kiếm một đống củi thật to, sau đó phải đốt cả túp lều của ông bà đi mới hả giận được. Anh nghĩ sao? Nghe cũng được đấy. Vậy được, chúng ta đi thôi. Thế này là đủ rồi nhỉ? Nhưng tôi nhỏ con quá à. Anh phát đống củi này nha, còn tôi lát tôi phải giữ sức, sẽ lục tung cái đống ruộng lúa với khoai kia đi cho bỏ tức. Được đấy, không ngờ anh cũng cùng chí hướng với tôi. Biết thế, trước đây tôi rủ anh đi ăn cùng rồi. Rồi tôi vác củi, anh chuẩn bị tinh thần phá ruộng đi. Để tôi phụ anh, phải buộc chặt đống củi này vào người anh, như thế mới không bị rơi anh ạ. Vậy mà nhiều thế, nặng quá. Thế thì mới đủ để nấu hết lúa, khoai ở ruộng kia chứ. Có tiếng gì hồn màu ấy nhỉ? Tôi đang thu nhặt đầu nghề để phá hết đám lúa kia cho bỏ tức ấy mà. Khá lắm, hợp ý ta đó. Chúng ta cùng phá hết đám ruộng ấy cho ông bà ấy chết đói đi. Đúng là đồ ăn cháo đá bát. Biết thế này trước kia, ông bà để cho ngươi chết giữa đường đi, cứ phải làm gì chứ. Cho ngươi chết này. Có mùi gì ấy nhỉ? Chắc nhà nào đang nướng thịt ấy mà. Nóng quá. Sao củi lại bị cháy thế này? Cứu tôi với. Thôi ơi, cứu tôi với. Củi cháy rồi, cứu tôi với. Ông bà đã cứu anh, vậy mà anh lại trả ơn ông bà bằng cách phá hoại ruộng lúa ư? Anh tưởng tôi cũng giống anh ư? Anh nhầm rồi, tôi chỉ đang trừng trị anh mà thôi. Nóng quá, con thỏ trắng kia, ta mà thoát được, ta sẽ giết chết nhà ngươi. Đau quá, rát quá. Đó là kết cục của những kẻ vong ơn bội nghĩa. Đừng bao giờ quay lại đây nữa, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Kể từ đó, con Tanuki không dám bén mảng lại gần ruộng lúa cũng như nhà ông bà nữa. Một phần vì xấu hổ với ông lão, một phần nó cũng sợ sẽ bị thỏ trắng thông minh kia trừng trị một lần nữa. Và rồi cuộc sống vui vẻ lại trở lại với thỏ trắng và vợ chồng ông lão nhân hậu kia bên những vườn khoai lúa đầy ắp. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!